Rồi, rất vui được gọi lại các bạn cho chương trình đào tạo Solinwood nâng cao 2014. Chúng tôi đã Beckett xin giới thiệu bạn các cái phần hướng dẫn về cái module nâng cao cho phần mềm này. Solinwood. Tôi Phạm Tuyên sẽ thực hiện cái mục này. Thì để mà thiết kế hệ thống đường ống thì tôi đã làm sẵn một các cái gọi là chi tiết như là các cái bình khí hoặc là cái bình đựng các cái dung dịch này. Trong cái hệ thống đường ống nó có rồi, sẵn rồi. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn để các add các hệ thống đường ống ra và các van và các cái đường ống đối nối với nhau như thế nào. Thì để bài học hôm nay đạt hiệu quả thì các bạn sẽ chú ý quan sát và khởi động phần mềm Solinwood lên để thực hiện của mình trong các module này. Thì đây là hệ thống đường ống của chúng ta. Thì tôi sẽ làm một cái ví dụ như này thì nó tương đối phức tạp so với bình thường các bạn học. Thì đây là một cái bình dung dịch chất lỏng và đây là một bình. Thì các cái bình này nó ở cái vị trí như này. Thì bây giờ muốn hệ thống của chúng ta yêu cầu, công ty chúng ta yêu cầu là chúng ta sẽ thiết kế hệ thống đường ống để nối các cái ống bình này với nhau để truyền tải các cái dòng chất lỏng và chất khí gì đó. Thì trên các đường ống này nó gồm có các van và các hệ thống cút nối. Đây như các van đây và van này có hệ thống cút nối, và trên cái đường ống này thì nó có các hệ thống rẽ nhánh từ ống này sang cái bình kia. Thì để mà thực hiện được đó thì các bạn sẽ thực mở khởi động phần mềm Solinwood lên. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn này. Thì với một người tư cách là một người thực hiện và thiết kế trên rất nhiều phần mềm về thiết kế 3D thì tôi cũng không dám chắc là cái phần thiết kế ống này của Solinwood nó có một cái đặc điểm gì nó khác các phần mềm khác, bởi vì cái tư duy thiết kế thì nó tương đương nhau thôi. Nhưng mà về một cách gọi là về các dòng buộc thì có thể nó sẽ hơn phần Inventor về cái phần dòng buộc các đường ống này. Thì bắt đầu để mà thì xin mời các bạn đến với bài giảng. Vậy đây, giả dụ như tôi đã có các chi tiết như này rồi, các cái bình có sẵn rồi. Thì bước đầu tiên để mà vào cái phần này thì các bạn tùy các bạn có thể cho chưa vẽ được cái này, hoặc là tại vì bên thiết kế thì mình không đảm nhận về cái phần hướng dẫn bên thiết kế của phần mềm Solinwood. Nếu mà các bạn cảm thấy cần thiết cần các cái file hướng dẫn này thì các bạn có thể liên hệ với tôi qua gmail là ks.phạmtuyen@gmail.com, hoặc có thể liên hệ qua Skype có tên là Phạm Tuyên. Thì khi đó tôi sẽ gửi cho các bạn các file mẫu để các bạn có thể thực hiện được nó. Còn bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu vào bài hướng dẫn thôi. Thì để mà thực hiện cái này thì chúng ta luôn phải thực hiện trong một cái môi trường, đó là môi trường assembly, môi trường lắp ráp các bạn vẽ. Thì giả dụ tôi đã add tất cả các chi tiết mà tôi đã vẽ mẫu trước rồi vào đây như này. Thì bây giờ hệ thống của chúng ta là yêu cầu là lắp ráp các đường ống vào với nhau. Thì đây như bản vẽ này, chúng ta sẽ nhìn lại qua một bản vẽ một lúc nữa để chúng ta có tư duy. Thì đây đầu tiên tôi sẽ vẽ cái ống to nhất này trước. Để mà có cái đường ống này thì cái quan điểm là khi khởi động ấy, thì hoặc là khi cài đặt thì các bạn phải cài đặt tất cả các phần mục trong phần Solinwood, đó là cả mục Solinwood Routing. Thì như tôi đã nói này, nếu mà các bạn chưa add in quá trình khởi động thì các bạn có thể làm như sau này. Nếu mà chúng ta khởi động một file mới thì chúng ta có thể new, chúng ta vào mục này, bắt đầu khởi động Inventor Solinwood lên thì chúng ta vào mục này, thích vào cái biểu tượng này, chỗ option này, và chúng ta chọn add in. Thì khi chọn add in rồi thì trong cái add in này nó sẽ cho phép chúng ta là tích chọn những cái nào khởi động cùng Solinwood. Thì đây trong cái mục này tôi đã khởi động motion, routing, simulation và toolbox thì nó đã khởi động rồi. Còn nếu bạn chưa khởi động thì các bạn bắt buộc phải làm lại này, thì nó có hệ thống thư viện trong cái phần mềm Solinwood này. Tiếp tục này, để làm chúng ta vào cái chỗ mục gọi là design library, là thiết kế trong cái mục thư viện. Thì cái mục này thì chúng ta sẽ sử dụng hoàn toàn cái mục tab routing. Trong craft routing này nó có rất nhiều cái có cái dữ kiện chúng ta sử dụng. Chúng ta chuyển sang mục pp. Và để mà lắp ghép cái này thì trước tiên chúng ta quan sát này, ở trên cái bình này của chúng ta nó đã có một miệng bình này, nó đã có một cái bích rồi. Để mà lắp ghép cái đường ống thì chúng ta sẽ phải lắp thêm một cái bích nữa. Thì cái bích trong cái mục của Solinwood này nó gọi là conager. Thì chúng ta có thể tích chuột trái vào cái biểu tượng một cái này, split on web này, là cái conager này để hạt hoặc là bắt bu lông. Thì chúng ta tích vào đây, tích chuột trái vào nó và kéo nó ra. Thì khi đến cái biểu tượng mà nó có biểu tượng dấu cộng như này là nó đã thực hiện và ràng buộc vào với cái bình của chúng ta rồi. Chúng ta bỏ chuột trái ra. Và trong cái mục này thì nó đã select cho config cho to be user, có nghĩa là các cái bích có thể sử dụng được trong cái bài này. Nếu mà chúng ta ấy, mà tích vào cái list all này thì nó sẽ loát cho tất cả các cái bích ở trong các mục thư viện của Solinwood. Nhưng thực tế chúng ta không cần thiết như thế. Nếu chúng ta tích vào đây thì nó xoát rất nhiều.
Nhưng thực tế thì không cần thế, chúng ta sẽ sử dụng cái gì mà máy đã lựa chọn cho cơ tối ưu rồi thì chúng ta tích thôi, chúng ta sẽ tích bỏ cái lead này. Rồi, như vậy thì chúng ta ấn OK. Thì cái bích này nó đã up ra chúng ta. Thì như vậy này, như cái này thì nó đã yêu cầu, nó đã hỏi chúng ta cái đường lưu của cái ống này. Thì chúng ta có thể đặt đường lưu của cái ống này rồi, nhưng mà chúng ta cũng có thể đặt tên là cái đường ống này là gì. Ví dụ như là IP1 đi, 01. Rồi. Thì cái này là cái chuẩn nó lấy ở đâu? Thì nó lấy ở đâu thì kệ nó. Nó lấy ở cái mục chung của chúng ta cài đặt mà. Rồi. Cái elbow này là góc uốn, góc cong. Góc cong này thì chúng ta thường thường là 90 độ. À, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tích vào cái biểu tượng là OK này. Thì nó yêu cầu chúng ta là chúng ta sẽ server. Đấy, như vậy là chúng ta nó đã áp vào chúng ta như này. Thì ở cái trường hợp này thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta đi sẽ đi hướng đến một cái chi tiết mà nó chuẩn bị nối đến. Thì chúng ta sẽ giả dụ chúng nó nối đến đây theo cái bản vẽ ví dụ của chúng ta, nó sẽ nối đến cái bình này. Thì chúng ta sẽ tiếp tục vào cái design này và chọn một cái speed on web này, và chúng ta tích vào đây. Khi biểu tượng dấu cộng nó ra rồi thì chúng ta nó đã ràng buộc, và chúng ta sẽ select luôn cái lựa chọn của nó. Như vậy là chúng ta có thể, chúng ta sẽ không cần thiết cái này nữa, không ràng buộc đâu, thì chúng ta sẽ tích vào cái dấu cancel này. À, như trong cái mục này rồi, như này rồi thì chúng ta chuyển sang cái tab key bin và chúng ta tích vào cái chỗ auto row. Rồi. Thì cái auto row này là để nó chạy các cái đường chạy tự động của chúng ta, thì chúng ta có thể tích vào cái điểm này và cái điểm này, hai cái điểm này. Và khi đó thì chúng ta có thể chuyển cái chế độ chạy tự động theo cái hướng nào theo tùy ý chúng ta, một cái cách là chuyển vào cái tab gọi là auto row này, nó có cái chế độ là element path và cái đường biên dạng chạy theo cái đường ống của chúng ta thay đổi như này. Thì chúng ta có thể tích vào biểu tượng này để xem nó thay đổi. Chúng ta bỏ cái lỗi cancel đi. Đấy. Nếu mà chúng ta cảm thấy cái nào phù hợp nhất thì chúng ta để thôi. Thì theo quan điểm của tôi là cái điều này là phù hợp nhất rồi, nên chúng ta sẽ lựa chọn điều này. Nếu mà trong quá trình mà lựa chọn đường này thì chúng ta muốn thay đổi gì hoặc là muốn chỉnh sửa gì thì chúng ta tích vào cái chỗ là row border. Thì trong cái mục này nó có các lựa chọn, chúng ta là có thể là edit, thì chúng ta edit, tích vào edit để muốn chỉnh sửa các cái này, ví dụ muốn cao lên hoặc là muốn thấp đi thì tùy. Đấy. Và chúng ta tích vào auto và chúng ta sắp vào biểu tượng này. Ví dụ ta lấy cái này. Rồi, OK. Thì chúng ta sẽ ấn vào nút OK này. Nó hỏi cái gì thì chúng ta, giả dụ chúng ta finish nó để xem cái đường ống nó áp ra như này, thì chúng ta có thể finish tiếp ra nữa. Thì để một góc nhìn này, như tôi đã nói các bạn ở cái mục trước là cái người sẽ hướng dẫn các bạn, phần thiết kế sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập các góc nhìn, advanced cái góc nhìn thì vào đây. Nhưng mà cái mục này thì góc nhìn này là chuẩn rồi, tôi không có tiếng nữa. Giả dụ cái đường ống của chúng ta từ cái ống này sang ống này là nó hình dạng như này. Và theo cái bản vẽ thì cái đường ống này, trên cái đường ống này nó có hai cái van. Thì thực ra là cái van đấy để làm gì thì đấy là một ví dụ thôi, để áp van đấy thôi. Thì mà ví dụ nếu các bạn finish ra rồi mà để thiết lập các cái van đấy thì các bạn sẽ tích chuột trái vào cái đường ống này, tích chuột trái vào và tích chuột phải lên nó và có giá trị là edit row. Thì chúng ta bắt đầu thực hiện tiếp quá trình đấy. Thì cái van ở trong cái thư mục gọi là thư viện của SolidWorks thì nó có tên là van. À, thì ở trong cái này thì nó có rất nhiều cái loại van, thì chúng ta có thể lựa chọn các kiểu van. Nó sẽ tự động cho chúng ta giá trị của các đường kính, giới hạn đường kính từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì nó sẽ sử dụng cái van này, và từ bao nhiêu khi chúng ta mà cái đường kính của cái đường ống của chúng ta nó không thỏa mãn điều kiện của cái van này thì nó sẽ tự dưng nó sẽ báo cho chúng ta là đã có sự cố xảy ra trong cái quá trình lắp ráp. Nếu mà bạn có muốn tiếp tục thì nó vẫn có thể add cái van ra nhưng mà nó sẽ không cắt được cái đường ống. Thì chúng ta sẽ thực hiện, giả dụ tôi sẽ add một cái van như này. Tôi kéo nó ra, vẫn tích chuột trái kéo ra như bình thường. Rồi, giả dụ nó ở vị trí này. Thì khi đó, cái chi tiết này của chúng ta sẽ ấn OK. Và chúng tôi sẽ không add thêm cái này, giả dụ tôi không add nữa.
Thì ở tiếp đây, để mà lắp được cái van này ở trên cái vị trí này thì tôi sẽ phải hàn thêm hai cái bích nữa. Thì tôi lại phải vào cái chỗ flanger này và tích chuột chó, áp cái bích này ra. Rồi, lắp vào đây. Ok. Tiếp tục. Thì trong quá trình sử dụng cái phần mềm này thì tôi cảm thấy là nó cũng khá là nặng đấy, nên là các bạn khi sử dụng thì cố gắng tắt bớt các cái chương trình khác, ví dụ như các phần mềm vẽ khác như AutoCAD hoặc Inventor thì có, hoặc những phần mềm nặng hoặc các lốc ghép thì có thể tắt bớt đi cho nó đỡ nặng trong quá trình thiết kế. Sử dụng chúng ta exit đây, thì như vậy là cái van của chúng ta đã được tạo ra. Và cái van này bạn đã nhìn thấy biểu tượng này chưa, là nó đã cắt hoàn toàn cái ống này và đã nối hai cái ống này lại với nhau bằng cái mối liên, còn cái mối liên hệ của giữa cái bích này với cái này ở ống này là mối hàn, tại vì chúng ta lựa chọn cái kiểu đường ống là đường ống hàn thì chúng ta có thể nhìn thấu bên trong của nó bằng cách này đấy, hoặc là dựa vào các biểu tượng select này. Thì cái này thì các bạn chắc chắn là hoàn toàn có thể biết rồi, thì tôi nói đấy. Tiếp đến này, tôi sẽ add thêm một cái van nữa trên này. Thì các bạn sẽ tiếp tục vào một bullet, thì các bạn sẽ chọn một cái tiết mục sử dụng cái này đi. À, như vậy các bạn đã thấy chưa, tôi chưa tích chuột vào và chưa chọn edit thì nó sẽ không cho phép chúng ta sẽ connected, có nghĩa là kết nối giữa hai cái van và cái đường ống này. Như vậy chúng ta sẽ phải bỏ chuột trá ra và chúng ta ấn cancel. Bắt đầu chúng ta sẽ tích chuột trá vào cái đường ống và tích chuột vào và chọn edit row. Hai cái phần mềm như Inventor và SolidWorks đều là hai phải không phải hai cái phần mềm thiết kế đường ống chuyên nghiệp. Thế nhưng cơ mà về cái tác dụng về cái hệ thống auto của nó chạy đường dây tự động, đường ống tự động của nó thì cũng tương đối tốt. Nó sẽ cho phép ta lựa chọn theo các cái phương XYZ và các phương có thể thay đổi. Ví dụ như là theo chiều X có thay đổi thì Y theo chiều Z thay đổi, đấy là cái mặt tiên tiến của nó, nhưng mà nó cũng không phải thực hiện phần mềm cái hệ thống đường ống tối ưu. Về thiết kế hệ thống đường ống tối ưu thì nó có các cái phần mềm khác chứ không phải phần mềm hai phần mềm này, nhưng về mặt cơ bản thì ngành cơ khí thì chúng ta có thể hoàn toàn thiết kế hệ thống đường ống trên các hai phần mềm này, thì tôi thấy hoàn toàn ổn. Thì phần X thì nó cũng có cái hệ thống thiết kế đường ống trên một cái module riêng của nó rất là mạnh, nhưng mà nếu mà có thời gian thì tôi cũng có thể hướng dẫn các bạn tiếp cái mục đó. Đây, tôi sẽ add thêm này ra, tích chuột trá vào nó và kết nối vào đây. Các cái vị trí này. Đấy, là dựa vào vị trí này. Thì ở bây giờ nhá, ở cái vị trí này thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi được các cái khoảng cách từ đây đến đây. Bạn kéo thôi, thoải mái. Ok, giả sử ok. Giả dụ như thế thôi. Thì mình sẽ ấn cancel và ấn finish. Rồi. Giả dụ đường ống thứ nhất chúng ta đã hoàn thành như này. Còn trên thực tế ấy, thì các cái thiết bị này nó đều nằm ở trong một khu vực nhất định và nó có các cái cột để chống, nó có các cột để chống, thì bình thường thì chúng ta sẽ ăn cái đường ống này theo các cái hệ thống đường cột đấy, là dòng dòng dòng. Thì ở trong cái ví dụ này tôi sẽ để đơn giản nhất cho các bạn, thì tôi sẽ chỉ làm nó không phải va đập vào cái cột kiếp, nó không vẽ cái cột kiếp này để cho nó ăn theo thôi. Nếu đúng ra thì nó ăn theo các cái cột nó bó gọn lại một góc thì nó sẽ trông nó sẽ vào hơn, nhưng để đây là bài demo cho trung tâm và để cho các bạn có thể hình dung được các học về thiết kế đường ống, thì tôi sẽ làm như này cho nó đơn giản. Tiếp theo chúng ta quay lại bản vẽ để có thể quan sát đường ống tiếp theo là nó chạy như này. Tôi sẽ vẽ đường ống từ đây đến đây. Thì bình thường ấy, các đường ống về các cái đường kính đầu bắt này bằng nhau ấy thì nó không có vấn đề gì, nhưng khi hai cái đầu miệng này với đầu miệng này nhỏ hơn nhau, nếu mà ăn vào nhau thì chúng ta có một cái chức năng ở đây thì các bạn có thể tham khảo ở Redux này. Thì khi bạn tích ở đây mục Reduxer này, thì có thể là chỉnh cái chế độ là đầu cút to nối với đầu cút nhỏ, thì nó sẽ chuyển đổi cái đường kính đường ống tiết diện từ D1 sang D2, và D2 cái đường kính là nhỏ hơn D1, và nhỏ hơn giá trị nào thì nó sẽ select cho chúng ta. Khi chúng ta select ra thì nó cho phép chúng ta sự lựa chọn. Thì thường thường các đường ống thì nó có tiêu chuẩn rồi, nên cái mục lựa chọn đây thì chúng ta cũng không phải quá quan trọng, bởi vì khi đó nó đều có tiêu chuẩn rồi.
Tiếp tục, chúng ta bắt đầu làm tiếp mục nối đường ống thứ hai. Chúng ta vẫn vào cái column big. Hoàn toàn cái đường ống trên hệ thống này nó đều cần big nối, tại vì chúng ta đã lựa chọn đây là kiểu ống hàng. Quét được. Thì chúng ta chọn một cái này. Ok. Khi giả dụ bài này chúng ta không đổi tên nữa, chúng ta lưu luôn thì các bạn xem sự cố gì xảy ra. Không có vấn đề gì cả, tại vì tên này nó chưa có trong thư mục đó. Tiếp tục chúng ta sẽ xoay cái này lên một chút và cho một cái bích vào đây. Rồi thì chúng ta sẽ tích được cái biểu tượng là auto run và chúng ta select vào cái boy này. Tiếp đến chúng ta sẽ select vào cái boy tiếp theo. Thì trong cái mục thiết kế đường ống này nó có cái mục adding boy với cả add boy với cả mấy cái kia, thế thì nó phục vụ cho quá trình trên đường ống chúng ta muốn thay đổi và muốn add thêm vào thì tuyệt vời. Giả dụ như cái đường ống chúng ta cần đúng là như nào rồi thì chúng ta bây giờ chỉ còn một cái cuối cùng nữa là ok. Thì cái hệ thống đường ống này nó cho phép chúng ta các kiểu đi rất chi là tối ưu, thì chúng ta nhìn thấy khi chúng ta thay đổi ở cái mục này thì nó đưa ra cho chúng ta các lựa chọn. Ok, 3D. Ok đấy, thì là đường ống này đã áp ra rồi như này và tôi có thể xem lại xem là đấy. Thì khi này thì chúng ta sẽ thực hiện là hàn ở cái vị trí này với cái vị trí cái bích này, và để hai cái này bắt được với nhau thì chúng ta sử dụng các cái bù lông và ốc. Một cái điều mà rất là khác biệt giữa Inventor và Solidworks mà mình đã sử dụng mình đã thấy trong cái quá trình thiết kế đường ống, thì khi thiết kế đường ống ở trên Inventor ấy, thì trước khi chạy một cái đường ống thì ta phải xét cái đường kính diameter của nó trước cái quá trình chạy đó, tại vì Inventor nó không thể hiểu được các cái quá trình chúng ta lựa chọn thì để cái đường kính, nhưng mà SolidWorks này thì nó tự cho chúng ta một cái đường kính phù hợp nhất rồi. Khi chúng ta chọn một cái flanger, một cái bích nào đó thì nó sẽ cho phép chúng ta chạy một cái đoạn về cái đường ống đó như nào. Thì nếu mà xét về cái hệ thống tối ưu ở cái quá trình cho nhanh thiết kế thì ở cái này SolidWorks này nó có thể nổi trội hơn một chút, nhưng mà nó lại sự khác biệt là kém hơn ở cái chỗ là các cái thông số về ống ít thì nó lại không bằng Inventor được. Nếu mà thông số về ống thì Inventor nó đã có một cái bảng, một cái tab hiển thị tất cả các cái thông số đường ống rồi, thì nó lại phù hợp cho những người thiết kế chuyên nghiệp hơn. Rồi tôi có thể xem lại bản vẽ một chút để xem cái này nó có van nào không. Trên này nó cũng lắp một cái van thì chúng ta sẽ tích chuột vào đây để edit lại. Tiếp theo chúng ta vào đây và chọn chế độ van, thì chúng ta có thể chọn cái van tùy ý như chúng ta muốn. Ví dụ chọn van này rồi. Và chúng ta cancel nó đi. Thì để mà lắp một cái van này trên này thì chúng ta vẫn phải cần lắp nó cái bích hạt. Cái công việc thiết kế trên các phần mềm này nó giảm bớt thời gian khá lớn cho người thiết kế. Và cũng có thể nói là ở Việt Nam chúng ta thì nếu mà có những lợi thế này thì chúng ta sẽ hoàn toàn phát triển được. Bởi vì chúng ta cũng có chẳng bao giờ chúng ta mua bản quyền một phần mềm nào đó cả. Mới đây thì mình cũng được biết là một anh bạn ở trên Phú Thọ của mình nói chuyện là công ty của anh đấy cũng thuộc diện là công ty sản xuất những mặt hàng thiết kế ô tô tương đối lớn ở Việt Nam, mới bị phạt về các phần mềm như Acrobat với cả là
một số phần mềm thiết kế 3D như là SolidWorks hay là Illustrator thì không mua bản quyền. Mình cũng không hiểu lý do tại sao lại không được đến phạt vấn đề đó, chỉ là nghe nói thôi. Tiếp tục tôi xem lại bản vẽ và vẽ tiếp các đường ống tiếp theo, chạy tiếp đường ống từ bên dưới này sang bên trên này. Có thể chạy rồi. Tiếp tục. Bạn có thấy cái chi tiết nào đáng nghiêng? Bây giờ giả thử tôi phi nước xem nó có nghiêng không, nếu nó nghiêng nữa thì chúng ta phải chỉnh sửa lại. Đấy, vậy là nó đã nghiêng hoàn toàn. Chúng ta có thể tích vào đây, chụp phải ở đây, close rồi chúng ta có thể đem. Rồi, vừa rồi cái chi tiết nó quay một chút thì tôi đã chỉnh lại cho nó thẳng đứng lên rồi. Thì bây giờ tiếp tục ta sẽ chạy đường ống. Đấy, như bạn đã thấy đấy, thì cái đường, cái khoan gờ chúng ta chọn nó đã không đúng. Nó đã nghiêng góc thì nó đã áp cho chúng ta có thể phi nít này. Đó, và Finish phần nữa, chọn cái chỗ này, chọn chế độ RAM. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ chọn cái chế độ Finger này, để chọn đấy, để chỗ này đã ra rồi thì chúng ta ok, hoàn toàn ok. Tiếp theo không có vấn đề gì cả, nó yêu cầu chúng ta server thì chúng ta sẽ server lại. Tiếp đến chúng ta sẽ add thêm cái Finger nữa dưới gầm này. Máy chạy o o, tiếng kêu của những sự gọi là đúng như máy ngoài đời, cảm thấy sự nặng nề. Chúng ta vẫn chọn được cái mục phi binh, chọn được mục auto, tiếp tục. Chúng ta chọn mục auto. Ở cái trường hợp này đấy, tôi đã làm cho các bạn thấy thì khi đó các bạn đã nhìn thấy chưa, quan sát cái điểm này nó lên trên này rồi thì chúng ta cứ kéo xuống đây đã, rồi tôi sẽ giải thích sau. Kéo xuống đây đấy như này, rồi khi đó các bạn kéo cái biểu tượng này ra đây thì các bạn đã hoàn toàn không kéo được. Thì bây giờ bạn cứ ấn ok, ấn finish, tiếp tục finish tiếp thì quay ra đây. Các bạn nhìn biểu tượng này không nhìn rồi, khi đó thì chúng ta sẽ thực hiện thêm một cái thủ thuật trong cái quá trình sử dụng này. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn này. Bạn tích chuột phải vào đó và tích chọn editor, các bạn sẽ xóa hết hai cái đường đi rồi, và cái đường này thì có thể bạn xóa luôn cả đường đi một chút nữa rồi. Khi đó còn mỗi cái đường này thôi, bạn kéo lên đây rồi. Tiếp theo các bạn add line ở đây, bạn tích cực biểu tượng này và vẽ ra đây, tích lên đây thì khi đến đây rồi thì các bạn tích ESC cancel hủy cái lệnh đi và chọn chế độ auto, thì các bạn khi đó auto từ đây rồi đến đây. Ok, điểm này nhé. Một chút thì tôi chuyển thế này về. Chuyển cái này ngắn lại một chút và tích vào chế độ auto này,
chế độ đây, chọn đường này. Rồi giả dụ như vậy thì chúng ta có thể ấn tiếp tục như này, nó có thể chỉnh sửa được hướng này, có thể hợp lý không? Thì ấn lại. Tôi giả dụ như vậy thì trong cái trường hợp này chúng ta thiết kế thì chúng ta phải có những cái thủ thuật thì nó mới sử dụng được. Giả dụ bây giờ khi đến đây rồi thì chúng ta có thể ấn vào cái chỗ edit này và chúng ta có thể chỉnh cái đường này nó dịch vào đây một chút nó có đúng cái quá trình thiết kế của nó, đường này cao lên một chút chăng. Rồi thì các bạn như thế cảm thấy như thế hợp lý thì như nào hợp lý thì các bạn sẽ ấn ok. Thì trong quá trình thiết kế này ấy, chúng ta phải luôn luôn đi đôi giữa quá trình chạy tự động và quá trình chạy bằng manual, chạy bằng tay thì nó mới đưa ra được các cái kết quả tối ưu nhất cho chúng ta. Tại vì thực ra chạy tự động nhiều khi chúng ta cũng không có được cái kết quả nó tối ưu nhất, thì khi đó thì chúng ta phải sử dụng các cái thủ thuật chạy bằng tay. Ok, chúng ta finish. Rồi, giả dụ đường ống của cái này như vậy. Tiếp đến thì tôi quá quá độ lại cái bản vẽ, tôi xem một chút. Để còn hai đường ống con nữa, đường ống con từ đây tiếp tục chọn mấy cái đường ống này. Cancel đi tại vì tôi đã chọn nhầm mất rồi, zoom nó lên một chút. Rồi ok luôn. Tiếp đến mình sẽ xoay cái này đi một chút, xoay đi một chút nữa. Rồi zoom lên, chúng ta nên cố gắng zoom nó thật ở cái vị trí thật dễ quan sát thì chúng ta có thể nhìn thấy cái quá trình add của chúng ta nó vào đúng vị trí chưa. Rồi ok, như vậy là chúng ta có thể zoom nhỏ lại một chút và chúng ta ấn vào tích vào cái cancel đi thì chúng ta vẫn chọn cái chế độ là auto zoom, select cái điểm đầu tiên, select cái điểm thứ hai, rồi thì hiện nay máy nó đang chạy cho chúng ta một cái đường ống, hệ thống đường ống có vẻ như là chưa hợp lý lắm. Chúng ta sẽ quan sát lại thì chúng ta có thể chỉnh sửa ở vị trí này, đẩy lên một chút. Có vẻ như này hợp lý hơn này nhỉ, chút nữa xem này. Cái này có vẻ còn hợp lý hơn nữa. Tôi chọn cái này, tiếp tục finish. Chúng ta có thể quan sát bên dưới cái ống này chúng ta còn một cái ống nữa, mà nếu mà chúng ta để một cái khoảng cách này nó ngắn quá thì sẽ không ổn, nên chúng ta tích vào đây và chúng ta chọn edit dấu. Để mà chỉnh sửa được cái này thì chúng ta sẽ select cái đường line chúng ta cần thiết thôi, sẽ kéo ra một chút là được, không gì cả. Ok, nhìn ít rồi, zoom nó lại xuống một chút và quan sát kỹ xem có cần gì cái gì chỉnh sửa nữa không. Về cơ bản là không có gì chỉnh sửa nữa, nếu mà cần thiết thì chúng ta sẽ chỉnh sửa xong. Tôi sẽ vẽ một hệ thống đường ống tiếp. Tiện đây thì nói luôn này, nếu mà cái ống này mà chúng ta cần một cái cút xuống và đi đến đâu thì tôi sẽ làm nhé, làm luôn cho nó gọn, cái chuột phải nó. Thôi, để chúng ta thực hiện hết đường ống chúng ta lại làm cái xong chứ muộn. Xem đường ống tiếp theo là gì. Rồi đây add thêm cái mic vào. Ok, tiếp tục ok. Hãy
zoom lại để chúng ta chọn sang hệ thống này. Chúng ta cũng chọn một cái x tiếp. Ok. Như bài này thì chúng ta sẽ nối giữa hai cái điểm này, hai cái bo này và bo này. Thì ở cái chế độ in của SolidWorks này nó cho chúng ta xin phép select các cái điểm này tương đối là tốt. Thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ khác một chút đi, kiểu đường khác đi. Chúng ta có thể zoom lên một chút để quan sát. Không, không chọn kiểu này. Rồi, vì đằng này thì kiểu này có vẻ tương đối ổn, xem lại cái đằng bên này xem nào. Bên này thì lại không ổn lắm, nhưng mà nó vì cái va chạm kia. Xem còn lại đường nào ổn hơn. Ở bên này, nếu bên này ổn thì tuyệt vời. Rồi, để quay lại đằng kia thôi. Để đường này thôi, đường này hợp lý hơn. Cần thiết thì chúng ta sẽ chỉnh bằng tay sau. Ok. This. Tiếp tục như tiếp. Rồi. Nếu mà chúng ta không thích kiểu này thì chúng ta có thể hoàn toàn tích chuột phải và xóa nó bớt đi và chạy theo một kiểu bằng tay. Đơn giản hơn. Vì tiếp đến để có thể gắn một cái chỗ này là một cái cút nối 3 với 4 gì đó, chúng ta sẽ làm như sau này. Ví dụ đây tôi sẽ tích chuột phải ở đây và chọn chế độ là edit ray. Thì ở trên cái này tôi sẽ vẽ một cái đường line, ví dụ ở vị trí này ra đằng kia chẳng hạn, và chúng ta sẽ vào con chuỗi mục này, chúng ta sẽ chọn một cái gọi là cái chia. Ví dụ đây thì chúng ta có thể select nó và add vào đây và xoay nó theo tùy theo ý thích của chúng ta. Ví dụ nhà này chúng ta ấn này, tiếp tục vào đây tiếp thì tùy theo cái hướng mà chúng ta cần add. Nhưng mà ví dụ đây nha, đấy nhà này, nhưng mà thì tôi sẽ xóa bớt này. Sẽ finish. Đấy, edit này. Đấy, để dụ ống này nó sẽ chọc 3 này. Thì tùy thuộc mà có nhiều cách khác nữa. Có thể add nhiều kiểu van khác nhau nữa. Thì đây là có nghĩa là cái quá trình. Còn cái kiểu như là chúng ta chọn kiểu đường ống kiểu gen thì chúng ta sẽ vào cái clip fitting này, các cái kiểu nối về kết nối về đường ống có gen, và các cái van thì nó còn có rất nhiều kiểu van khác. Trong thực tế thì chúng ta có thể áp kiểu van như này chẳng hạn, có thể ẩn một cái van này tương đối nó ra ngoài thì nó có thể như vậy là tôi cũng chưa chọn một cái đường ống nào để áp đây, nhưng mà đây giới thiệu với bạn là trong này cũng còn rất nhiều kiểu van. Trong thực tế giống như thực tế chúng ta sử dụng thì đấy nó có một kiểu van này nữa. Thì cái đường ống nó cho phép chúng ta giới hạn là đường ống 150 đến 2500 đường kính của nó, cái đàn diameter vậy là cái quá trình nó hướng dẫn các bạn sử dụng về thiết kế hệ thống đường ống trên cái phần mềm SolidWorks 2014 và nêu được các tính năng cơ bản của thiết kế của nó trong cái mục thiết kế nâng cao về cái phần mềm hệ thống đường ống trong cái mục Machine. Thì cơ khí này thì tôi đã hoàn thành.
Rất mong được gặp lại các bạn trong các cái bộ hướng dẫn tiếp theo của cái chương trình đào tạo của chúng tôi đã kết về các cái hướng dẫn của các bạn về cái ngành, các phần mềm chuyên về cơ khí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình đào tạo lần sau. Mọi cái thắc mắc của các bạn có thể gửi về email ksphạmviên@gmail.com. Mọi sự thắc mắc của các bạn sẽ được giải đáp một cách hoàn toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.